Đi trời, Hải Lan này liên liên nè. Vô đó rồi giết, giết tôi. Hello, xin chào tất cả các anh em quá dữ. Tôi đang xem cái video clip này. Ai không xem là không dữ thì anh em biết rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cho các bạn nào chưa chơi Liên Minh bao giờ mà các bạn muốn chơi game Liên Minh tốc chiến, thì mình sẽ hướng dẫn từng tận chi tiết về bản ngọc với lại đồ với lại cách chơi và những vị tướng mà các bạn chưa từng chơi bao giờ để cho các bạn. Thì đầu tiên hôm nay cái video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái con tướng rất là dễ chơi và tỷ lệ thắng khá là bá của mình. Đây các bạn thấy không, Malphite 25 trận 76 tỷ lệ thắng. Chơi con này là thắng là rất cao, rất mạnh. Đây các bạn thấy không, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn này mới chưa biết chơi con này. Cái này mình sẽ chơi con Malphite không, một cách tinh tế cho những bạn nào mà chưa chơi Liên Minh bao giờ biết. Wow, con Malphite này chơi thế nào, nó lên đồ gì, nó đem bản ngọc gì, cái bản ngọc nó ra làm sao. Ok, giờ đến phần bản ngọc. Thì bản ngọc của con Malphite nếu mà lên tăng á, các bạn sẽ đem quyền năng bất diệt là cái điểm này nè. Cái quyền năng bất diệt này nghĩa là gì, khi các bạn đánh tích đủ tắc thì vô game mình chỉ nha, các bạn đánh thường như người con tướng, các bạn sẽ hồi lại một ít máu và các bạn sẽ được 5 máu vĩnh viễn. Cái này là điểm thêm 5% đam nha các bạn, khi mà các bạn làm chậm đối thủ. Khi mà các bạn khống chế nó, các bạn nó bị choáng, nó bị làm chậm, cái mình tán vô đầu nó là mình được thêm 5% đam. Còn điểm này là tặng cho bạn 8 giáp và kháng phép sau 5 phút vào game. Ok chưa? Rồi còn điểm này là tăng giảm thời gian hồi chiêu. Chơi tăng chúng ta sẽ lên cái bản này nha mọi người. Okay. Còn khi mà lên phép chúng ta sẽ lên bản khác thì mình sẽ làm cái video khác nha. Và cái lúc mà lên tăng thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn là lên phép nha. Tại vì cái con này thiên hướng của nó là tăng chứ phép thì ít lắm. Đầu tiên nha mọi người, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn lên cái đồ gì những bạn là chưa biết nha. Những nói chung là clip này dành cho đa phần là những bạn chưa biết. Đây là cái gì? Đây là cục lửa tàn tích 30. Đó, mình lên này. Cái tàn tích 30, cái cục lửa đó, nó sẽ đốt xung quanh kẻ địch. Đứa nào là địch nó sẽ đốt cháy là tăng gây thương phép nha. Đầu tiên mình sẽ nói đó là chiêu E là gì. Chiêu E là dậm xuống, là nó dậm cái hai cái tay nó xuống đất, làm chậm đối thủ gây sát thương, rồi làm chậm tốc độ đánh của kẻ địch. Đó, đây nè. Còn quyền nó bất diệt là gì? Quyền nó bất diệt là cái điểm các bạn thấy say dưới không. Đó, khi nào mà nó xanh lên các bạn thấy màu xanh kế cái tóc biến không. Đó, mình tán cho nó là mình được đó, rất là mình được hồi máu. Đó, các bạn thấy không? Mạnh giờ quá chưa? Đấy, con kia mất quá nhiều máu, mình không mất miếng nào. Rồi, farm thì farm chuẩn vô. Chiêu đúp liêu của con này đó là các bạn búp lên nó sẽ đánh lan các bạn không? Đánh lan ra phía sau luôn, cho dù nó có né mình cũng tán trúng nó. Nhưng mà nó ít sát thương hơn xíu rồi. Đó. Đấy, đó là chiêu đúp của con này nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đi cắm mắt trong lúc đánh rỗi nha. Thằng rừng đó mà. Đó, mình sẽ cắm từ xa luôn các bạn không? Khi bạn cắm từ xa như vậy á, mình sẽ thấy nó sớm, mình sẽ chạy về được. Đó, nó lên bán là nó làm chậm nó trước, quên, phải quy trước. À, thì ra mày chọn cái chết. Đó, phải quy trước thì mới gây thêm sát thương như nãy được. Mình sẽ ăn cái hạt thông này để hồi máu với mana. Đấy. Rồi tiếp tục ra chiến với nó tiếp. Rồi lính nó nhiều hơn mình đúng không? Rồi, mình phải bằng cấp nó, mình quýnh nó mới không lỗ nha. Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đi. Chạy mình lỗ rồi, không? Mình nó vừa có lính nó vừa cấp cao hơn là nó quýnh mình mạnh hơn. Không nè. Đi trước, đốt, đi đốt, dập nghe tán vô đầu nó. Đấy, mày giờ. Đó, lụm liền. Con rất là dễ chơi nha các bạn. Muốn leo rank mà mới tập chơi là nó chơi con này. Các bạn hãy nghe lời hướng dẫn Quest Malphite Việt Nam. Rồi, chúng ta sẽ lên cục lửa như hồi nãy nói nha. Đây là cục lửa để đốt đối thủ, còn đây là gì? Đây là cái giáp gai và đôi giày, chiếc giày. Đó. Cái giáp gai là nó cũng giống cục lửa luôn, nhưng mà chỉ khi nào đối phương quýnh mình thì nó mới đốt giống cục lửa thôi. Rồi, ok, giờ nó cứ lên farm là quy trước. Rồi, đốt liêu, tán cho nó. No. Đó, đập nó. Đấy, lên là đập, đừng cho nó farm nha. Nâng mắt chịu nghe, cấm con mắt. Rồi ok, đập tiếp. Why are you running? E đó. Why are you running? Đốt E nè, đánh nè, đó rồi chứ nhầm. Nhớ rồi mày không? Mặc dù là lên tăng nhưng mà rất là mạnh nha mọi người.
Rồi búp chiếc dạ này chạy nhanh rồi, rồi nó bị làm chậm rồi, rồi xong rồi. Nghe nè, tính thường tính. Rồi ra chết. Rồi tiếp tục mình sẽ lên tiếp cái món mình đang mạnh mà mình sẽ lên găng tay băng giá nha mọi người. Tăng giáp tăng mana sau khi xài chiêu quýnh thường nó đau hơn, với lại nó có khả năng làm chậm đối thủ đó. Đây là món dành cho những con tăng mà xài chiêu giống như con này. Rồi giờ trong thời gian yếm chưa ra mình sẽ đi Hello motherfucker. Ông làm gì vậy? Thì ra mày chọn cái chết. Mày như mày thân tao. Mày như mày thân tao. Help me. Help me. Cứu cứu. Trời ơi. Giày ninja là một cái đôi giày, nó có tác dụng là tăng giáp và giảm sát thương từ đòn đánh thường của đối thủ. Nói chung là team nó đang cái gì đó, làm gì mày làm gì vậy? No, God, please, mày làm gì no, vậy no. Rồi mình lên ai chọn lửa, bên nó có phép nhiều quá cho nên là mình sẽ lên kháng phép. Các bạn giờ phần defense nè, nó có kháng phép có hai loại, một là kháng phép thuần kiểu như là kháng mấy con chơi chiêu nhiều, hai là vừa kháng phép vừa giảm kháng phép của địch. Thì team của mình á bốn phép mình cũng hết luôn, cho nên là mình lên cái giảm kháng phép của địch. Đây chi trời ở đây nè, liên liên nè, vô đó rồi giết giết tôi thôi. Rồi trời ơi, làm gì làm gì làm gì làm gì làm gì, mày bắn mày đang đi với tao à, mày đang đi với tao à. Trước đúng rồi, với anh đi trước là mọi mọi thứ xe nó sẽ thay đổi đi. Đập cô mấy người gần gần. Mình trâu hơn, mình trâu hơn. Đấy. Ủa gì ai giết mình vậy? Này chứ nó vẫn bắn được à. Giết. Rồi, xong rồi. Giết anh kia luôn. Đúng rồi, mình giết nó. Rồi đánh luôn, đánh luôn, rồi win luôn nè, win luôn, win luôn. Team này thì mình đang kiểu như là mình đang rất là cố gắng rồi, phải không? Nếu mà chúng ta cố gắng hết sức mà vẫn thua thì do xui, phải không? Đi hậu tiên. Hai chủ lực mà nó vậy là... Rồi mày làm gì? Hung nó đi trời. Mày không hớt được đâu con trai. Đã xong cái clip hướng dẫn cho các bạn mà chưa từng chơi Liên Minh bao giờ, các bạn chơi tốc chiến trên điện thoại với vị tướng rất là dễ chơi, đó chính là Malphite lên tăng nha mọi người. Vâng, và đến đây mình sẽ kết thúc cái video clip ở đây. Nếu các bạn thấy thích video hướng dẫn Malphite tăng này của mình thì các bạn hãy để lại một like và một subscribe kênh của mọi người rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.